khoảng 10 km. Huyện Lỵ là thị trấn chợ gạo. Thời Cảnh Hưng cuối thế kỷ thứ 18, chợ gạo là một trung tâm mua bán gạo với tuyến đường sông huyết mạch nối liền vùng Gia Định với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đây là quê hương của Thủ Khoa Huân, là mảnh đất có nhiều đóng góp cho phong trào khởi nghĩa chống Pháp của nghĩa quân Trương Định. Hiện nay, trên đất chợ gạo còn gìn giữ được nhiều bài võ cổ truyền độc đáo, có xuất phát từ chính cuộc sống mưu sinh trên miền sông nước và gắn liền với truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, dũng cảm của những người dân chất phác, bình dị nơi đây. Chương trình Tinh Hoa Võ Thuật lần này xin mời quý vị khán giả cùng đến với phong trào võ thuật cổ truyền trên đất chợ gạo, tỉnh Tiền Giang. Võ cổ truyền ở chợ gạo phát triển gắn liền với đời sống lao động của những người nông dân chất phác đôn hậu. Với vị trí địa lý nằm trên tuyến giao thông đường thủy huyết mạch nối liền các tỉnh Nam Bộ, võ cổ truyền trên đất chợ gạo được hình thành từ hành trình mở cõi xuống phía Nam, từ những dòng chảy võ thuật của nghĩa quân Tây Sơn, quân đội của Trú Nguyễn hay từ những võ tướng phương Bắc tới đây lập nghiệp và được lưu truyền, gìn giữ, phát huy qua bao nhiêu thăng trầm của xứ sở, có liên hệ chặt chẽ với những sự kiện lịch sử diễn ra trên mảnh đất này. Khi hoàng hôn buông xuống, các sân tập võ cổ truyền tại chợ gạo lại sáng đèn, thu hút đông đảo các võ sinh đến luyện tập. Một trong những sân tập đó là võ đường Tinh Anh, võ đường đặt dưới sự chỉ dạy dẫn dắt của võ sư Võ Ngọc Thi, trưởng ban chuyên môn hội võ thuật cổ truyền tỉnh Tiền Giang. Năm 1997 thì tôi thành lập võ đường lấy tên là võ đường Tinh Anh Tiền Giang. Trong thời gian 16 năm xây dựng và phát triển, thì võ đường của chúng tôi đã đào tạo được hàng nghìn võ sinh ở các cấp tham gia trong các giải đấu ở cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Vận động viên của võ đường là những vận động viên đại diện cho tỉnh Tiền Giang để tham gia trong các sự kiện văn hóa festival quốc tế. Võ đường võ cổ truyền Tinh Anh Tiền Giang hoạt động theo quy chế của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chương trình luyện tập của võ đường là sự kết hợp của những kỹ thuật đặc thù của hai dòng võ cổ truyền Nam Bộ là võ lâm chánh tông và hệ phái 18 thôn vườn trầu, bên cạnh các bài võ quy định của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Khi truyền dạy võ thuật, các thầy, các huấn luyện viên của võ đường luôn tâm niệm ngoài việc rèn luyện sức khỏe còn là sự giáo dục về đạo lý, tinh thần thượng võ của dân tộc. Cái tiêu chí huấn luyện võ đường chúng tôi là huấn luyện về kỹ thuật, về tác phong đạo đức, cái phương cách sống để làm một công dân tốt trong xã hội. Qua nhiều năm hoạt động, võ đường Tinh Anh trên đất chợ gạo đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp vào phong trào chấn hưng võ thuật cổ truyền tỉnh Tiền Giang. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một số bài võ cổ truyền đặc sắc đang được gìn giữ trên đất chợ gạo. Cổ truyền ở Tiền Giang phát triển gắn liền với đời sống lao động của người dân miền sông nước. Những động tác, kỹ năng trong lao động sản xuất được chất lọc, biến đổi và cụ thể hóa thành những kỹ thuật chiến đấu với binh khí chính là công cụ sản xuất. Bên cạnh đó, các bài võ đặc trưng của miền sông nước này còn là sự thể hiện sức sáng tạo, tinh thần bảo vệ quê hương đất nước bất khuất của người dân nơi đây. Bài võ mái chèo mà chúng ta đang theo dõi là một điển hình như vậy. Thời Pháp thì thực dân Pháp đô hộ nước ta thì không cho người dân của chúng ta sử dụng những loại vũ khí bén nhọn, đó là để triệt tiêu cái ý chí chiến đấu của người dân Nam Bộ để chống lại thực dân Pháp. Cho nên
tỉnh Tiền Giang là một trong những tỉnh nằm trong khu vực sông nước đồng bằng sông Cửu Long, mà máy chèo lại là một cái phương tiện để cho những người dân ở nơi đây mưu sinh, và đồng thời thì để hợp pháp hóa máy chèo, cho nên ông cha ta đã phối hợp tập luyện những thế võ chèo. Mái chèo của người dân miền Tây Nam Bộ thường là loại chèo một mái, gồm thân chèo bằng gỗ có hình tròn, phía trên cùng gắn tấm gỗ dẹt, hình dáng khum lại làm mái chèo. Do vậy, khi sử dụng mái chèo làm binh khí, bài võ mái chèo là sự kết hợp tài tình giữa cách đánh của côn pháp và đao pháp. Vận dụng kỹ thuật của côn pháp, bài võ mái chèo sử dụng các phát đánh gậy như gạt, đỡ, phang, phất, quất, hoành, tạt. Khi thì vung chèo lên cao, khi thì chân bước rộng, trụ xuống thấp, bổ quét, múa hoa, biến hóa linh hoạt. Với kỹ thuật đao pháp, bài võ áp dụng chủ yếu các kỹ thuật này khi sử dụng phần mái chèo để tấn công và phòng thủ. Lúc này, phần mái chèo sẽ được vận dụng như một lưỡi đao to bản, dùng trong những trường hợp đánh cản lướt, áp đảo với các kỹ thuật chém, bổ, xoay, gạt, đỡ. Tấn pháp của bài vững chãi nhưng linh hoạt để phù hợp với việc đánh đỡ khi thuyền trên mặt nước hay giao đấu ở trên bờ. Đặc điểm của bài võ chèo này thì có tất cả là 20 câu thiệu được phối hợp cước pháp và tấn pháp để di chuyển trên đồ hình của bát quái nguyệt đồ, tức là theo 8 phương hướng. Về kỹ thuật thì có những động tác là quất, phang, trạng, hất, đâm, thọc. Đó là những kỹ thuật cơ bản đặc thù phối hợp với tấn pháp. Bên cạnh các kỹ thuật của côn và đao, bài võ mái chèo còn kết hợp các động tác của quyền cước để tạo ra các đòn đánh đa dạng, bất ngờ. Các động tác đặc thù khi chèo thuyền như khỏa nước, gác mái đều được biến chuyển thành các kỹ thuật chiến đấu, mang lại sự độc đáo cho bài võ. Khi thi triển, bài võ mái chèo yêu cầu người luyện tập phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa mắt, tay, thân pháp, bộ pháp và binh khí để có thể tạo ra sự kết hợp giữa lối đánh bay bướm, linh hoạt của côn thuật quyền cước, bên cạnh sự mạnh mẽ, chắc chắn và công phá của đao pháp.